Hello cả nhà. Happy Friday cả nhà nha. Chiều nay Kim làm cái mẫu này. Kim chỉ feel thôi nha. Feel. Mình đang để mấy cái bông hồng và decorate nó lên thôi. Bữa nay mình dùng là sea plant powder nha. Xong một tay. Kim để cái kem mặt lên. Mình thấy sao? Bữa nay màu này thấy tươi nha. Mình dùng sea plant nha, 78. Như vậy cái 236 cái kem thì nha. Mẫu này rất là dễ luôn. Nó thấy nó tùm lum tùm la vậy nhưng mà nó rất là dễ nha. Mình xài thêm cái glitter nữa. 31. Cái glitter này là Kim nghĩ là cái fairy tale. Làm xong một cái mẫu rồi, cái mẫu rồi. Bây giờ mình làm thêm cái để cái kim tuyến ở đây. Thứ sáu này ai cũng bận hết nha. Lên. Cái màu đẹp quá. Cái này không mài dầu tám hết nha. Bận hết rồi gì vậy? Cái kim tuyến dễ thương hơn cả nhà. Đó, dễ thương ha. Okay, mình để thêm cái clear. Mình đẩy cái bột clear lên, phủ nó lên. Nay mình dùng màu sea plant nha cả nhà. Sea plant. Cái tay này là feel khoảng lần này là lần thứ như là thứ ba thứ tư rồi đó. Thường khách ở đây là mới nó feel bộ. Cái bột này nó phủ luôn, nó phủ ra cái màu luôn.
Để một cái bột màu hồng lên đây trước cái, rồi mình om về xuống. Thêm cái bột chính giữa, bột chút tí để ngay cái tip này nè, Kiroko. Mình dậy Kiroko lại, mình coi hai bên hông, mình tém nó lại, sau đó mình quạt nó xuống. Nay Kim làm feel thôi. Khách nó không muốn tháo ra, rồi mình phải dũa nó xuống mỏng thì là mỏng, rồi mình siêu nó. Cái món này mình làm một cái phua màu, là cả nhà thấy không, hai ba màu chỏng luôn rồi đó. Coi hai bên hông còn có đủ bột không, cái này mình đắp hai cục nha. Nó khóc rồi hết luôn thấy cả nhà, cái màu hồng này nha. Cái này thì hồi Kim dũa xuống cho nó đừng có thấy mạo. Thì một cục nhỏ nữa thôi. Dạo này tiệm cả nhà làm sao rồi, có bận không? Dạo này thấy nó có tiệm nào cái máy nó thấy nó cũ, nó cũng kỳ kỳ, nó không có khách đông. Hơn ở đây cũng có khách hẹn thôi mà ha. Nghe nói tiệm nào nó cũng hơi đợt này á, ở đâu nó cũng thấy không có khách đủ hết. Ok, cái này mình để clear lên nha, mình phủ clear lên cái ombre. Tết năm này là không có thấy khách khứa gì hết, mong là qua gì Tết nữa hốt lại. Cái này hồi Kim dũa lại. Cái nào thấy tươi không cả nhà? Cái này mình để cho nó khô một chút tí vậy đó, xong mình dũa rồi gắn mấy cái bông đồ lên, hộp sòn đồ lên. Feel thì nó thấy hơi cực một chút, nhưng mà tại vì nhiều đứa đó nó không muốn tháo ra thì mình phải dũa cho nó xuống vậy đó. Hai ngón này hồi nãy Kim đắp rồi, Kim dũa lại thôi. Chờ mấy cái ngón kia khô rồi Kim dũa lại. Kim xài này là cái smooth tip nha. Dũa nó lại. Mình dũa mình nhớ mình lấy cái đầu nằm sát xuống nha. Sát xuống nó đẹp ha. Cái Kiroko nó đẹp ha. Màu hồng dễ thương ha. Màu hồng này cho có thể cho Valentine cũng được, cho mùa Tết cũng được.
Các bạn thấy không? Màu hồng vậy mà nó cũng khớp rồi nha. Nó khớp rồi hết trơn luôn. Khi đó cô mình để cho nó nằm cát xuống. Ai lên coi xe dùm chim nha. Hôm nay là làm siêu, hướng dẫn cả nhà làm siêu. Cái này mình không có tháo ra, mình chỉ dũa xuống hết vậy đó, rồi mình đắp bộ mới lên thôi. Cả nhà thấy không, nó khớp rồi hết trơn luôn nè. Đó, cái nào này nó không có bị mơ bùn đâu nha, mình đắp nguyên nè. Đó, cái này thì nó còn hơi ướt, mới hồi nãy mới đắp rồi. Các bạn thấy không? Mướt hả? Mình lên mình đắp ba móng rồi xong cái mình làm mẫu design cho nó nhanh, nó lẹ ngồi. Mình đũa stiletto cho khách. Ở trên nó khô rồi nè, ngoài dưới nó còn hơi ướt. Cái bột, thấy hai cái dừa bột không cả nhà? Mình lấy cái dừa mình nè, mình dừa xuống vậy nè, và cái lớp bột ở dưới á nó sẽ bị mắc, mà nó cũng không có hoàn toàn mà mắc hết luôn đâu nha cả nhà. Mình cái dừa nè, rồi nó bớt thôi đó. Bên này cũng vậy, mình làm cái dừa dưới. Có nhiều lúc làm mà nó thấy cái còn cái bột ở dưới á, thì mình lấy cái dũa, mình dũa ở dưới như vậy nè. Mình dũa bột, bột cũ á. Rồi sau đó mình làm thẳng cái dũa lại, mình dũa lại cái xí. Lấy cái thẳng dũa luôn. Chị muốn màu hồng nhưng mà chị không muốn lấy tình nhân, móng tay lấy tình nhân thì mình làm bông hồng, không muốn tìm. Cái này hồi mình lấy cái dũa, mình dũa dưới lại. Có nhiều người thì muốn point thật là point, còn nhiều người thì nó không có thích cái độ point dữ lắm. Mình lấy cái dũa mình để dưới nè. Cái này nó còn hơi ướt ướt một chút. Đẩy ra đi, hồi dũa sao. Thank you.
Mình lấy cái dũa mình để dưới này, gà thấy không? Nó ra cái lằn bột cũ á, bên kia có nhện. Cái dũa này nó hơi bị ồn nha cả nhà. Cái đầu của nó không biết nó bị cái gì, rớt quá trời rớt nhiều lần rồi bị nát luôn. Mình lấy cái ngón chân giữa mình bấm xuống nha, bấm xuống rồi mình đi ngay cái thưa cô, lấy cái dũa nằm xuống. Rồi bên này mình bóp nó. Màu hồng này rất là tươi luôn. Cái bữa nay ai cũng làm, lo làm hết rồi ha. Cái này thơm nó ô vào một chút. Cái nhà thấy bột không? Mình tán cái này ra, tán cái bột cũ ra bớt. Nó hơi dày ở dưới nè. Cái này cũng vậy, cái này là khoảng 3 lớp bột rồi đó nha, 3 lớp bột. Nó cũng dẫn cái bột này nó cũng dẫn phụ lên đó. Nó cũng không có thấy cái bột ở dưới nhiều. Cái tay con này rất là cong luôn, cái độ cong cong. Cái mặt lại ở đây nữa. Dũa lại, dũa cho nó nhọn lại. Cầm cái dũa thẳng đây. Bên này cũng vậy, cầm cái dũa thẳng ra. Tùy theo khách, nếu nó muốn mình nhọn thì phải nhọn, thì mình làm cho nó nhọn thì gọi nhọn. Mà có nhiều khách nó không thích nhọn. Cái nhà thấy không? Nó phủ rồi đó. Nó phủ là bột cũ à. Nhọn không? Còn cái móng này để nhọn thêm một chút tí nữa. Okay. Cái nhà thấy sao? Thấy màu sao?
tươi sáng ha. Để mà bóp nó. Lai mẫu bên đây là rất là dễ, gắn vào sò với lại gắn 3D bông. Xin muốn hồng nhưng mà xin không muốn tim. Không muốn tim thì mình để bông hồng. Cái nhà thế nào sao? Thấy tươi ha. Okay, để mình phủi cái này. Okay. Mình turn cái này qua. Cái này là disposal. Thì mình làm xong cái mình chỉ fold up. Nó sạch sẽ. Giờ mình gắn 3D nha. 3D bông. Mình xài glue của journal luôn nha. Cái này mình gắn bông hồng. Chỉ cách gắn bông hồng mà nó không bị xúc nha cả nhà. Đây là bông hồng này. Nó rất là chắc luôn. Mình dứt một cục diamond glue nha. Mình để dưới này. Để dưới này. Để nó lên. Okay. Nhớ lấy cái gel glue mình chấm da nha. Không thôi là nó khô quá. Mình lấy cái flash clear nè. Mình clear nó. Mình clear khoảng 5 giây vậy đó. Để cho nó dính độ dính ở dưới đó. Ok. Sau đó mình lấy hộp sò mình gắn vòng vòng. Bữa nay Kim làm là ba cái ba màu hộp sò. Ok, mình lấy cái gel glue mình đi vòng vòng đây nè. Cái này là nó không bao giờ mà nó xúc luôn. Okay, đi vòng vòng. Mình nhớ là mình để cái keo á vô luôn nha, vô trong cái bông hồng luôn á. Này bị dính gì vậy? Ok, mình để mình muốn để ngay cái chỗ nào á thì mình kéo cái keo mình xuống đó luôn. Kim làm ba loại hộp sọn luôn, ba màu hộp sọn. Lúc mà mình làm mình đẩy cái hộp sòn vô trong cái mấy cái gap bông hồng luôn nha cả nhà. Đó mình đẩy nó vô gì nè để nó có sự bám ở trọng là nó không có văng. Này cái gì mình đẩy nó vô. Là cả nhà thấy không? Kim đẩy nó vô đây nè. Rồi lúc mà có cái gap ngay đây nè là cái bông hồng mình nó không có đi đâu hết á. Này rất là chắc luôn. Okay, cái cục ở dưới này. Đấy là Kim không đẩy nó vô luôn. Rồi mình đẩy nó vô đi. Okay, so I was like sleeping in the other room because I don't want it. And so, and at my work, they do testing for the employees on Mondays and Thursdays. So. Xong Kim để thêm mấy cái cục cho nó gơi gơi xuống để cho nó tạo lấp lánh đó. Đó.
that Thursday, Wednesday, Virgil already knows. So that Thursday, I would get tested before work, and I caught the bid from him. I was like, and for me, I think it's because I was on vaccinated. Dying and dying. For me, it was just a head cold. Never got a fever, never got a cough. I just had a stuffy, runny nose. Cái nhà thấy không? Đẹp không? Dễ thương không? Và lúc này á, mình có thể một á, là mình chia nó trước một hai giây gì đó, mình cho mấy cái này nó chắc hơn nữa. Còn hai á, thì mình để như vậy á, mình để như vậy rồi xong cái mình dùng cái top mình đi mình top nó lên thôi là xong. So I just took medicine and Thursday I was leaf blowing my yard. Friday I was filling cái đó là my cách house. Mà Kim làm mà thường thường là bông hồng mà nó nổi lên á là Kim ưa flash kill nó trước lắm. Flash kill nó gì đó là nó giữ chắc cái chẳng luôn. Thường khách của Kim đi là tháng mà nó cũng còn chắc nó hộp sò nó cũng còn bền nữa. Mỗi dễ thương cả nhà. Cả nhà thấy sao? Dễ thương không? Okay, thêm một cái ở đây nữa. Cái này cũng đậy nữa. Đó, cái này là Kim thường thường Kim thích làm là Kim cho khách kia khoảng 30 mấy giây vậy đó. Đẩy mấy giây thôi. Dẹp cái này xong. Cái đó là cách mà làm cho độ 3D rồi nó rất là bền luôn nha cả nhà. Cả nhà thử cái kiểu Kim làm đi. Nó chắc lắm. Sau đó Kim sẽ dùng cái crystal. Ok. Mình dùng crystal. Mình đẩy nó lên nha cả nhà. Mình đẩy cái crystal này lên đây. Mình đẩy vô trong cái diamond á. Mình đẩy như vậy đó, lúc mà mấy cái hộp sò mà nó có gap á thì cái crystal top này nó sẽ bốm vô trong. Mình thấy cái nào mình đẩy nó vô. Bên này cũng vậy. Nó thấy màu mè vậy nhưng mà rất là dễ nha cả nhà. Mình chỉ bỏ cái suy nghĩ mình ra cho khách làm thôi. Nó thích cái gì thì mình làm theo cái đó thôi. Không có mất thời gian. Nó dễ. Thấy hai tông màu nó lên nó nổi ha. Nổi quá trời nổi luôn. Kệ mình đẩy cái top vô nha. Màu hồng này với kim tím này combine together nó nổi, nó đẹp nha. Nó không có nổi nhưng mà giống như nó có cái độ lấp lánh nó trống nè. Mình vuốt nó một chút đi. Cái
nay Kim lên đây Kim chỉ chia sẻ cái cách mà làm fill fill rồi mình gắn 3D này lên thôi, cách nào mà gắn 3D mà cho nó bền á. Thì Kim ưa làm cái cách như vậy mà nó bền lắm, nó không có xúc. Ok, kia đi. Vậy là xong rồi đó nha. Cho cả nhà coi cái mẫu final. Bây giờ nó dính rồi. Oh my god, stuck. Ok, cái này mình quét dầu lên. Bên này Kim làm marble, cũng là hai tông đó mà Kim làm marble. Cả nhà thấy sao? Mẫu dễ thương ha. Cái màu rất là chuẩn luôn, hơi sát luôn, rất là chuẩn màu luôn. Kim tím. Cái này là fairy tale kim tím. Mấy cái sản phẩm này Kim đang làm là ở trên nail shop hết nha. Cái này Kim xài là Z Blend không? Đó, Z Blend 78 với lại Z Blend 236 luôn nha cả nhà. Nó feel nó rất là chuẩn luôn, nó cover mấy cái màu cũ luôn nha cả nhà. Đó. Nó cover luôn. Mình xin đo đi. Yeah, final nha. Put on top of each other.